cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trận chiến tại Adipka vào mùa thu năm 2023 đã trở thành cuộc xung đột khốc liệt của Nga và Ukraine. Những ống khói cao của nhà máy than cốc Adipka nổi bật trên nền trời. Kế đó là đống xỉ than cũng cao chất ngất, tạo ra một điểm cao lý tưởng quan sát được toàn bộ thị trấn Adipka và các ngôi làng xung quanh. Khu vực điểm cao này là trọng tâm giao tranh giữa Nga và Ukraine kể từ hôm 10 tháng 10 năm 2023, khi hàng ngàn quân đội Nga bắt đầu cuộc tấn công lớn mới ở miền đông Ukraine để chiếm Adipka mà Nga rất muốn có được để mở rộng sự kiểm soát của họ đối với vùng khai thác than ở Donbass. Thế nhưng pháo binh Ukraine đã đánh mạnh vào đội hình thiết giáp của Nga khi tiến tới thị trấn này. Tiếp đó, UAV gắn thuốc nổ của Ukraine đánh xuống lực lượng bộ binh vừa rời khỏi xe thiết giáp để đi bộ tới mục tiêu, theo giới chỉ huy của Ukraine và các blogger quân sự của Nga. Lớp lớp binh sĩ Nga cố gắng leo lên chiếm lĩnh điểm cao trên đống xỉ than, nhưng pháo Ukraine đã vô hiệu hóa họ. Sau gần 3 tuần xung đột tại đây, quân đội Nga chưa tạo được đột phá nhanh chóng mà họ mong muốn. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, phía Nga mất hàng trăm quân nhân và nhiều xe thiết giáp và xe tăng. Trên hướng tiến công chính, quân đội Nga mới chỉ tiến được 1,6 km, còn ở những nơi khác chỉ tiến được vài trăm mét. Trong khi đó, quân Ukraine cũng hứng chịu thương vong nặng nề. Một lính Ukraine cho biết đơn vị anh ta có hơn 50 người thì chỉ còn 6 người là chưa bị thương sau những ngày giao chiến đầu tiên. Trong nhiều năm qua, Adipka đã là một cứ điểm phòng ngự mạnh của Ukraine ở phía đông. Thị trấn này chỉ cách thành phố Donetsk vài km. Thành phố này là đô thị lớn trong các tỉnh phía đông do Nga kiểm soát. Hiện tại, quân Ukraine đã đánh mất vùng lãnh thổ xung quanh thị trấn, nhưng họ vẫn tiếp tục ngăn chặn được Nga sử dụng tuyến đường bộ và đường sắt chính dọc theo tiền tuyến. Điều này mang lại cho Adipka giá trị chiến lược về quân sự, bởi lẽ nếu Nga chiếm được nơi này, quân Ukraine sẽ bị đánh bật khỏi bậc thềm Donetsk và quân đội Nga sẽ tiếp cận được tuyến đường bộ và đường sắt chính trong khu vực này. Ngoài ra, việc chiếm được Adipka vào lúc này sẽ có ý nghĩa lớn về mặt chính trị đối với chính quyền Nga hiện nay cũng như bản thân Tổng thống Putin. Giao tranh dữ dội đã khiến đa phần dân cư thị trấn di tản. Trước xung đột vũ trang, nơi đây có khoảng 36.000 cư dân, nhưng nay chỉ nhìn hơn 1.000 người còn ở lại. liuti chỉ huy lực lượng đặc nhiệm cảnh sát ở thị trấn này cho biết, đa phần những người ở lại đó là công dân hưu trí. Ông này bày tỏ quan ngại việc còn người dân ở lại sẽ tạo thêm rủi ro cho binh lính của ông. Balu, Lu, chỉ huy của đơn vị UAV thuộc một lữ đoàn của Ukraine nói, các đội trinh sát của Ukraine đã thấy các dấu hiệu quân đội Nga tập kết quanh Adipka trong các tuần trước khi Nga mở đợt tấn công đầu tiên vào hôm mùng 10 tháng 10. Ông này cho hay số lượng đối phương lên tới ít nhất 3 lữ đoàn. Theo các quân nhân Ukraine, phía Nga tuân theo một mẫu hành động có thể dự báo được, đó là mở màn trận đánh bằng trọng pháo và máy bay oanh tạc sau đó các đội thiết giáp sẽ tiến lên. Phía Nga chuẩn bị kỹ càng, đưa xe phá mìn tiến lên trước để dọn đường, các xe thiết giáp khác theo sau để thả bộ binh. Nhưng Ukraine hiện có trong tay không ít UAV và họ dùng công cụ này để phát hiện các mũi tiến công của Nga và bắt đầu tấn công thẳng vào đó. Thời gian qua, các lực lượng Nga đã đều đạn tiến lên theo thế gọng kìm để bao vây Adipka, tập trung mũi nhọn vào bít khoảng hồng 9,6 km cuối cùng để cắt đứt khả năng tiếp cận của Ukraine đối với thị trấn này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK mới đây cho biết, các nhà phân tích chỉ ra rằng các lực lượng Nga đang kiên trì sử dụng các đơn vị tấn công Storm Z, chủ yếu bao gồm các tân binh là tù nhân trong các cuộc tấn công trực diện vào Adipka do bộ binh chỉ huy. Đại tá Alexander Stupun, phát ngôn viên của nhóm lực lượng Tabria miền nam Ukraine vừa qua cho biết, quân đội Nga đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công bộ binh trực diện theo kiểu cối xây thịt gần Adipka, đồng thời đang huấn luyện các đơn vị StormZ cho các cuộc tấn công trong tương lai mà không cần phải chuẩn bị trước thiết bị và phương tiện. Một blogger quân sự Nga chuyên theo dõi và đưa tin về giao tranh ở Adipka tuyên bố rằng các cuộc tấn công theo kiểu cố say thịt là khi bộ binh Nga cố tiến lên tấn công mà không có pháo binh yểm trợ, chấp nhận thương vong cao. Trước đó, Oleksiy Arestovic, người từng là cố vấn truyền thông cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể giữ vững thành phố Adipka nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa Moscow và Kiev. Ông Oleksiy Aretovich cho hay, dự báo của tôi thật đáng buồn, tôi chắc chắn khả năng cao là chúng tôi sẽ mất Adipka. Tình hình khá u ám. Tất cả mọi người đều biết rằng binh sĩ từ mặt trận phía Nam đã được chuyển đến Adipka. Điều này nghĩa là họ không còn tập trung cho các cuộc tấn công ở phía Nam. Nga đang rút 3 đội quân từ Kupian và Adipka. Chúng tôi cho rằng họ có thể sẽ vượt qua hàng phòng thủ của Ukraine. Trong tháng 10, Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Adipka, thành phố nằm trên tiền tuyến ở miền đông Ukraine và được coi là cửa ngõ vào Donetsk. Giao tranh giữa Nga và Ukraine xung quanh Adipka đã gia tăng trong những ngày gần đây. Nga tuyên bố đã đạt được một số tiến triển trong khu vực. Một chuyên gia phân tích quân sự nhận định với Newsweek, Nga đang tiến công vào một số khu vực có thể nhằm nắm thế chủ động sau một giai đoạn chủ yếu tập trung vào phòng thủ. Trong khi đó, một số nhà phân tích phương Tây lại đưa ra dự đoán lạc quan hơn so với ông Aretovic. Họ cho rằng Ukraine có thể trụ vững ở Adipka, nơi các lực lượng Nga đã phải chịu tổn thất về trang thiết bị và binh sĩ. Ông Aretovic nói rằng nếu Ukraine để mất Adipka, nước này sẽ mất thành phố thứ bảy liên tiếp. Theo các chuyên gia quân sự, nếu Kiev để mất Adipka, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào cuộc phản công mà họ đang thực hiện, đồng thời ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của các binh sĩ. Vuk Vuksanovic, nhà nghiên cứu trường kinh tế và khoa học chính trị Luân Đôn đánh giá, Nga đã nhìn thấy điểm yếu và sơ hở trong các vị trí của Ukraine ở Adipka và đang tiến quân tới đó. Giao tranh dữ dội giữa hai bên tại Adipka đã khiến thành phố này được coi là Bắc Mút thứ hai. Bắc Mút từng là mặt trận khốc liệt nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khi hai bên ra sức tìm cách giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược này. Mới đây, cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cho biết đã bắt giữ một người đàn ông do Ukraine hậu thuẫn liên quan đến vụ ám sát một thủ lĩnh ly khai nổi tiếng thân Moscow. Chính trị gia Tisariov, 53 tuổi, là một nhà lập pháp thân Nga trong Quốc hội Ukraine trước khi cuộc cách mạng màu 2013-2014 đưa chính phủ thân châu Âu lên nắm quyền ở Kiev. Cựu nghị sĩ Ukraine Tisariov theo chủ nghĩa ly khai được Moscow hậu thuẫn này đã bị bắn vào tuần trước tại nhà riêng ở bán đảo Crimea. FSB cho biết tình trạng của ông Tisariop ổn định sau vụ ám sát. Sau khi Nga xâm nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông Tisariop trở thành nhà lãnh đạo ly khai ở miền đông Ukraine. Theo đó, FSB đã bắt giữ một công dân Nga 46 tuổi đến từ thị trấn nghỉ mát Yanta và được công ty tuyển dụng phục vụ cho ông Tisariop. Người đàn ông này tiến hành kế hoạch theo chỉ đạo của cơ quan an ninh Ukraine. Trong khi đó, truyền thông Nga cho biết người đàn ông này đã thú nhận vai trò của mình trong âm mưu ám sát Tisariop và khai rằng anh ta đang làm việc theo lệnh của Kiev. Theo FSB, người đàn ông này đã tìm được một công việc tại Viện Điều Dưỡng, nơi chính trị gia Tisariop sống để chuẩn bị cho vụ tấn công. Một đoạn video được công bố cho thấy những thiết bị nổ tự chế được tìm thấy khi khám xét nhà của nghi phạm. Theo một số nguồn tin, các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Điện Kremlin đang coi chính trị gia Tisariop là sự lựa chọn khả thi để lãnh đạo chính phủ ở Kiev nếu họ thành công trong việc loại bỏ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hiện nay, khi tình hình giao tranh càng trở nên khó khăn hơn, tổng thống Ukraine Zelensky vẫn giữ quan điểm tiếp tục cuộc xung đột với Nga, bất chấp việc Ukraine đang vướng phải nhiều khó khăn. Được biết, sự ủng hộ của công chúng với viện trợ cho Ukraine đã suy giảm trong nhiều tháng ở Mỹ. Theo một cuộc khảo sát của Reuters được thực hiện ngay sau khi ông Zelensky rời đi, khoảng 41% người Mỹ muốn quốc hội cung cấp thêm vũ khí cho Kiev, giảm so với mức 65% vào tháng 6 khi Ukraine bắt đầu một cuộc phản công lớn. Cuộc phản công đó đã diễn ra với tốc độ chóng mặt và gây ra những tổn thất to lớn, khiến ông Zelensky khó thuyết phục các đối tác rằng chiến thắng đang đến gần. Với sự bùng nổ chiến tranh ở Israel, việc duy trì sự chú ý của thế giới vào Ukraine đã trở thành một thách thức lớn. Bất chấp những thất bại gần đây trên chiến trường, ông Zelensky không có ý định từ bỏ chiến đấu hay yêu cầu bất kỳ hình thức hòa bình nào. Ngược lại, niềm tin của ông vào chiến thắng cuối cùng của Ukraine trước Nga đã trở nên cứng rắn đến mức khiến một số cố vấn của ông lo lắng. Một số trợ lý của ông nói rằng sự kiên định của ông Zelensky đã làm tổn hại đến nỗ lực của nhóm họ trong việc đưa ra một chiến lược mới, một thông điệp mới. Khi họ tranh luận về tương lai của cuộc chiến, một vấn đề vẫn còn là điều cấm kỵ, khả năng đàm phán một thỏa thuận hòa bình với người Nga. Đánh giá theo các cuộc khảo sát gần đây, hầu hết người Ukraine sẽ phản đối một động thái như vậy, đặc biệt nếu nó dẫn đến mất bất kỳ lãnh thổ bị chiếm đóng nào. Tổng thống Zelensky vẫn kiên quyết phản đối ngay cả một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Tổng thống nói với tôi, đối với chúng tôi điều đó có nghĩa là để lại vết thương cho các thế hệ tương lai